Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 11 một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hệ thống chính sách xã hội đã cơ bản đảm bảo công bằng, toàn diện, bao trùm, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo cơ bản quyền an sinh của người dân, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra với nhiều điểm sáng trong lĩnh vực người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội. Cùng với đó, chỉ số phát triển con người năm 2020 có sự cải thiện trong bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc từ vị trí 128 trên 187 năm 2011 lên vị trí 117 năm 2020. Sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của người dân và doanh nghiệp ngày càng tích cực, hiệu quả. Hợp tác quốc tế được tăng cường mở rộng đã hỗ trợ tích cực và hiệu quả trong việc thực hiện các chính sách xã hội.